Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Chúng mình cùng tiếp tục với chủ đề về các nghề nghiệp nhé. Hôm nay chúng mình học thêm 3 nghề nghiệp mới. Đây là nhân viên bưu điện. Postman. 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 Nhân viên bưu điện. Lính cứu hỏa. Firefighter. Fire. Fighter, firefighter. Đầu bếp. Người đầu bếp là người nấu những món ăn các bạn nhé. Chef, chef. Và bây giờ chúng mình sẽ học các động từ là những người làm công việc đó thì có thể làm gì. Ở đây chú lính cứu hỏa có thể dập tắt các đám cháy. Put out the fire. Put out the fire. Put out the fire. Người nhân viên bưu điện thì có thể đưa thư. Deliver letters. Deliver letters. Deliver letters. Làm đầu bếp thì sẽ nấu ra các món ăn. Cook food. Cook food, cook food. Các bạn còn nhớ câu hỏi bạn muốn làm nghề gì không? What do you want to be? What do you want to be? I want to be a firefighter. I can put out the fire. Hoặc, what do you want to be? I want to be a postman. I can deliver letters. Nếu bạn muốn làm đầu bếp thì sao? What do you want to be? I want to be a chef. I can cook food. Các bạn hãy cùng luyện tập mẫu câu bạn muốn làm nghề gì với các nghề nghiệp và các hoạt động mà chúng mình vừa học nhé. Goodbye!